Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khánh thành cầu Vĩnh Tuy 2. IAEA ghi nhận nước xả thải đợt đầu từ nhà máy Fukushima không độc hại đối với cư dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng 30 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2023 và kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2023. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 bắc qua sông Hồng nằm song song với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, nối quận Hai Bà Trưng với quận Long Biên dài 3,5 km, rộng 19,25 m với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Sau khi đi vào khai thác trên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, người và phương tiện tham gia giao thông đi một chiều theo hướng từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên. Trên cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, người và phương tiện sẽ đi theo chiều ngược lại. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, là một trong ba khâu đột phá chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều công trình giao thông hiện đại như đường cao tốc, những cây cầu, bến cảng đã và đang được tích cực đầu tư xây dựng. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu tổng thể giải pháp kết nối giao thông, nhất là các nút giao thông liên quan nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông. Thưa quý vị, trước tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, khu vui chơi giải trí, ở một số địa phương, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo khi sử dụng loại khí này. Việc sử dụng khí N2O ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, có thể gây ra các rối loạn, bệnh lý nguy hiểm, mất kiểm soát năng lực hành vi, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Do đó, Bộ đề nghị các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm nói chung và khí N2O nói riêng phải thực hiện tự công bố sản phẩm tại cơ quan quản lý an toàn thực phẩm địa phương và phải đảm bảo yêu cầu đối với phụ gia thực phẩm, sử dụng đúng đối tượng thực phẩm, đúng mục đích, đúng phạm vi cho phép, bảo đảm truy xuất được người bán và người mua. Nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Từ trước đến nay, ngữ văn, toán, lý hóa mới là những ngành hot tại các trường đại học sư phạm, thì 2 năm trở lại đây, nhất là năm nay, ngành sư phạm lịch sử lại lên ngôi với điểm chuẩn cao nhất, thậm chí thí sinh đạt hơn 9,5 điểm mỗi môn mới trúng tuyển, gây ngạc nhiên cho nhiều người. Do mức điểm chuẩn của ngành lịch sử trường Đại học Sư phạm 2 năm trước cao, nên dù được 28,75 nhưng Vân Nhi vẫn hồi hộp và lo lắng. Và thực tế năm nay, ngành này tiếp tục lập kỷ lục với mức điểm chuẩn 28,58, cao nhất cả nước. Và may mắn, Nhi đã đỗ với cách biệt 0,17 điểm. Lịch sử là một trong 4 môn bắt buộc của Bộ Giáo dục là phải thi chính thức. Nên em nghĩ là bộ môn này, khối ngành này sẽ đang rất là thiếu giáo viên, nên đã chọn vào khối ngành này. Không phải toán, ngữ văn như những năm trước, mà 2 năm nay điểm chuẩn ngành lịch sử của trường đại học này tăng vọt, thậm chí năm nay cao nhất trong các cơ sở giáo dục đào tạo sư phạm cả nước. Mưa điểm 10 môn giáo dục công dân là lý giải của trường cho hiện tượng lên ngôi của ngành lịch sử. 84 nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển ngành sư phạm lịch sử, thì trong đó có đến 71 bạn là đủ điều kiện trúng tuyển ngành sư phạm lịch sử theo cái tổ hợp môn mà có môn giáo dục công dân. Bên cạnh điểm giáo dục công dân cao thì chỉ tiêu từ phương thức xét tuyển sớm tăng, nên chỉ tiêu lấy từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giảm. Song song với đó, lịch sử là một trong những môn học bắt buộc theo chương trình mới, nên cũng là nguyên nhân khiến điểm chuẩn ngành này lên ngôi. Thực tế, sư phạm lịch sử đứng top 5 trong bảng xếp hạng 25 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh đại học năm 2023. Lãng phí nguồn lực cho cả thí sinh và xã hội. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, ngày 29 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã đạt được thêm 3 thỏa thuận mới với các đơn vị nghiên cứu về công nghệ vaccine ngừa COVID-19 về việc cho phép chia sẻ trí thức liên quan đến vấn đề này trên một nền tảng toàn cầu của WHO. Cụ thể, nền tảng chia sẻ kiến thức COVID-19 trên phạm vi toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới đã đạt được thỏa thuận cấp phép với Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha về nghiên cứu nguyên mẫu vaccine ngừa COVID-19 và một thỏa thuận khác là với Trường Đại học Chile về xét nghiệm mức độ trung hòa kháng thể COVID-19.
nền tảng chia sẻ kiến thức COVID-19 trên phạm vi toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, hay còn được gọi là COVID Technology Action Pool, được Tổ chức Y tế Thế giới thành lập hồi tháng 5 năm 2020. Nền tảng này được sử dụng cho việc chia sẻ dữ liệu, công nghệ và sở hữu trí tuệ về việc điều trị, xét nghiệm và tiêm phòng ngừa COVID-19. Mục tiêu của nền tảng này là nhằm đảm bảo sự phân phối công bằng hơn giữa vaccine, thuốc và bộ xét nghiệm COVID-19 trên khắp thế giới. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết nồng độ chất phóng xạ nitri trong nước thải xả ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản dưới mức dự kiến và không nguy hại đối với cư dân. Trước đó ngày 24 tháng 8, IAEA cho biết kết quả phân tích độc lập của tổ chức này cho thấy nồng độ chất phóng xạ GT trong nước thải đã pha loãng từ nhà máy Fukushima thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Mức này cũng thấp hơn so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia của Nhật Bản. Tháng 3 năm 2021, Nhật Bản hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tập đoàn Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy này, đã phải xử lý ô nhiễm phóng xạ hơn 1 triệu tấn nước thải trong quy trình làm mát lò phản ứng. Lượng nước thải này đã được loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ, trừ chất GT. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Thị trường, niềm tin của người tiêu dùng Đức có thể sẽ giảm trong tháng 9 năm nay. Theo báo cáo tháng của Viện Nghiên cứu Thị trường cho biết, niềm tin người tiêu dùng sẽ giảm 0,9 điểm xuống âm 25,5 điểm trong tháng 9, sau khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong tháng 8 so với tháng 7 năm 2023. Những áp lực này đi đôi với việc lãi suất tăng ở Đức, cũng như khiến nhiều nền kinh tế lớn khác, khi các ngân hàng trung ương cố gắng kiềm chế lạm phát bằng cách không khuyến khích vay mượn và chi tiêu. Cuộc khảo sát của Viện Nghiên cứu Thị trường cũng cho thấy dự báo về tương lai của người dân và kỳ vọng của họ đối với tăng trưởng kinh tế tổng thể đang giảm xuống. Chính phủ Đức hiện đang nghiên cứu một gói các biện pháp nhằm khuyến khích nhiều hoạt động kinh tế hơn với hy vọng tạo ra bước đột phá. Tuy nhiên, một số chính sách đang gây tranh cãi, đáng chú ý nhất là trợ cấp điện cho ngành công nghiệp nặng. Bão Idalia quét qua Cuba ngày 29 tháng 8 với sức gió hơn 110 km mỗi giờ, gây lũ lụt, sạt lở đất và mất điện trên diện rộng tại miền Tây nước này. Mưa lớn tiếp tục kéo dài tại các tỉnh miền Tây Cuba và thủ đô La Habana. Những trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt, đô thị và làm thiệt hại nhiều nhà cửa. Cây và cột điện đổ ngổn ngang, nhiều khu dân cư bị cô lập. Sóng mạnh khiến nước biển tràn vào vùng trũng, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khoảng 60% lãnh thổ tỉnh cực Tây Pina de Rio, nơi trực tiếp hứng chịu cơn bão. Khoảng 90.000 người trên tổng số 2,1 triệu dân thủ đô cũng đang chịu cảnh mất điện. Trong khi con số này tại tỉnh lân cận Astenbisa là hơn 117.000 người. Idalia là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Cuba trong mùa mưa bão năm nay. Máy quang phổ phân hủy bằng tia laser trên xe tự hành Pragyan đã xác nhận sự hiện diện của lưu huỳnh trên bề mặt gần cực nam mặt trăng thông qua các phép đo tại chỗ. Pragyan là xe tự hành thuộc sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Chandrayaan 3 do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ phát triển. Trước đó cùng ngày, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết các phân tích sơ bộ được trình bày bằng đồ họa đã tiết lộ sự hiện diện của nhóm lưu huỳnh, canxi, sắt, chrome và titan trên bề mặt trăng. Chandrayaan 3 đã thực hiện thành công cuộc hạ cánh mềm trên bề mặt trăng vào ngày 23 tháng 8, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới hạ cánh thành công trên mặt trăng. Ấn Độ cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khi trở thành quốc gia đầu tiên đặt chân đến gần cực nam mặt trăng. Khu vực được cho là có lượng băng nước đáng kể. Các chuyên gia cho rằng nếu lớp băng này có thể tiếp cận được, nó có thể khai thác và làm nhiệm vụ cho tên lửa và hỗ trợ sự sống cho các sứ mệnh của phi hành đoàn trong tương lai. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.